Ngày hôm nay Trịnh Thảo rất là vui và cũng đang rất là háo hức chờ đợi một cái bộ phim bom tấn mới. Và thực ra là từ khi mà xem trailer là Trịnh Thảo đã nôn nức để xem bộ phim này rồi, và hy vọng là ngày hôm nay thì Trịnh Thảo sẽ xem thiệt là đã. Mình mong là sẽ có được một cái công nghệ phim mới, những cái thước phim nó đẹp hơn và nó thực sự đặc sắc trong cái ngành công nghiệp làm phim này. Mình rất là mong chờ là bộ phim rất là gay cấn và đặc sắc hơn những cái bộ phim bom tấn khác. Who was I? In time you'll remember. After the fall, everything changed. Chị Thảo biết là cái nhân vật này là nhân vật vẽ 3D ra và thực sự là kỹ xảo rất là tốt. Nhìn nhân vật đó có cảm xúc rất là tốt luôn, cho nên chị Thảo đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật lần này. Thực sự thì hiện nay có rất là nhiều những bộ phim hứa hẹn sẽ là bom tấn. Nhưng mà với cái bộ phim Thiên Thần Chiến Binh này thì Phúc nghĩ rằng là nó sẽ là một cái món ăn lạ trong tất cả những cái bộ phim bom tấn hiện tại của tất cả các nhà sản xuất khác, đặc biệt là các nhà sản xuất đến từ Mỹ. Và Phúc hy vọng rằng là bộ phim này sẽ có một tiếng vang nhất định. This body, I feel a connection to it. I can't explain. You know more about me than you're saying. Lita, some things have been left forgotten. Kỳ vọng của mình, tại vì mình không nghĩ là nó đẹp đến mức vậy. Chóng rồi. Hồi nãy thì anh chỉ mới được xem một vài trích đoạn thôi, thì cảm giác nó rất là đã mắt. Kiểu như mình coi mà níu tai lại luôn mấy cái cảnh hành động á. Thì muốn là kiểu như chờ muốn coi thêm 15 phút nữa, muốn cho xem 10 phút nữa đi để được coi thêm, nhưng mà rất tiếc là chỉ được coi 30 phút thôi. Thì mình rất là hóng để chờ được coi full bộ phim vào ngày 15 tháng 2 này. Phim rất là cực kỳ đẹp luôn, hành động đó là bản nhãn. I know, but I do not stand by in the presence of evil. Tonight is not a game, it is a hunt. You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am. Stay here. Don't kill anyone.